Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm qua chúng ta đã khám phá cái bãi rác, cái trash heap đây này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cái đội kiến đen. Cái đội kiến đen này á, thì nó cũng cực kỳ gần ở đây. Trong đây nè, đó, lòng vòng trong đây thôi. Rồi mình không nói nhiều nữa, bây giờ mình chạy tới chỗ cái đội kiến đen đó nha. Rồi mình đã tới cái đội kiến đen rồi nè. Mình sẽ cho các bạn biết cái địa điểm chính xác của cái đội kiến đen nó nằm ở đâu. Đó, là nằm ngay khúc này luôn nè. Khúc mình đứng đây này nè. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái trail marker để mình đánh dấu lại kiến đen, kiến màu đen. Ok, thì để khám phá cái đội kiến đen này, các bạn hãy đem cho mình, các bạn hãy chuẩn bị vũ khí, là cái vũ khí cái nào cũng được mà hai tay có đâm cao cao đó, và một cái vũ khí cầm một tay, và giáp thì các bạn sử dụng bộ giáp nào cũng được, tùy theo các bạn. Và các bạn chuẩn bị cái đuốc nè, bom và tất cả các tool level 2 giống như là cây Insect A nè, và cây Insect Hammer, và cây Black and Silver, và một cái cây dao level 2. Rồi mình chuẩn bị như đó là cảm thấy rất là ok rồi. Cái đồi kiến đen này á, nó giống như một cái mê cung vậy á. Thực sự mình chưa bao giờ mà có cái bản cập nhật nào mình cảm thấy xuất hiện một cái hang động mà to như cái đồi kiến đen như thế này á. Tại mình chơi chế độ creative nha các bạn, mình sẽ không bị mấy con bọ này tấn công đâu. Thì các bạn muốn khám phá được cái đồi kiến đen này á, các bạn phải nâng cấp vũ khí lên hơi cao cao, tại vì những con kiến đen này rất là trâu, nhất là những con kiến đen lính á, Soldier Black End á, tụi nó trâu lắm và tụi nó cắn cũng đau nữa. Rồi để mình kiếm vòng lòng vòng ở đây coi có cái gì không. À, đây thì có những cái slam mod. Mình đi sâu vô hang động á, thì nó sẽ có hai đường. Bây giờ mình sẽ khám phá cái đường bên tay phải trước. Các bạn thấy mấy cọng dây điện à, là bảo đảm chắc chắn đã có một cái gì đó ở đây. Thấy không? Đã có người vô xây dựng những cái phòng thí nghiệm như thế này nè. Đó, cái con này là Soldier Black End nè. Các bạn nhìn xem vũ khí một tay đánh nó nè. Đó, không có nhiều máu đó, thấy chưa? Một combo mà chỉ có nhiêu đó máu. Đánh nó ít nhất bạn cần phải chắc mười mấy cái combo á. Rồi ở bên đây thì không có gì cả. Hồi nãy mình đi vô đường này, mà cái đường này là cái đường mới. Mình sẽ xác định chắc chắn mất công mình đi lộn nữa. Ở đây các bạn cần đem theo cái búa nha, để đập mấy cái website này. Các website trong cái bản cập nhật Hot and Hazy này đó, nó cực kỳ quan trọng luôn, nó dùng để nâng cấp vũ khí đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá thêm ở dưới đây. Đi, mình đi kẹt rồi. Cái hang động này nó hơi nông nha các bạn, nó hơi chật. Ủa, nãy mình thấy cái gì đây nè. Đó, các bạn thấy không? Một cái Mimolot, cái răng Mimolot. Làm sao để mình lấy được cái răng Mimolot này á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Các bạn sẽ chạy hẳn tới bên đây. Đó, thấy không? Có một cái đường quẹo vô. Trong đây mình cần có một cái trái bom. Đi, trái bom đâu rồi? Đây đó, mình quăng trái bom xuống. Nó sẽ nổ ra. Và mình sẽ thu thập cái Memo Lock đó. Ở trong đây có một cái Black End Soldier. Ok, bây giờ mình bắt đầu đi tiếp. Wow, các bạn nhìn kìa, cực kỳ nhiều con lính Black End Soldier luôn nha. Black Soldier End đó. Nó kệ nó đi. Đó, để mình khám, mình để mình đi check những ngõ ngách luôn. Mình sợ nó có mấy cái Memo Lock mình không có ấy á. Tại vì ở nhà phát hành nữa, người ta hay để mấy cái Memo Lock tùm lum tùm lá hết trơn á. Họ giấu rất là kỹ. Rồi, chắc chắn ở đây không có gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái đường cái lab này, cái phòng thí nghiệm này, mình sẽ tắt cái đuốc đi cho đỡ tốn. Ở trong đây á thì nó có một cái khiên của con kiến đen nè. Rồi ở đây thì mình thấy cũng đơn giản thôi, chả gì đó. Rồi mình mở cái hộp này ra. Đó, những dụng cụ cơ bản như đồ ăn nè, lông quạ và một cây cung tên Spicy Arrow. Có một cái đường bên này nè. Nó là cái đường hầm bi. Các bạn cứ nhớ đây là cái đường hầm bi nè. Mình vô không được, nó bị khóa rồi. Thì chắc chắn á, tới đây là đường cục rồi, hết rồi, không có đường nào để đi á. Thì chắc chắn để vô được cái đường hầm đi này á, mình sẽ đi bằng cái đường bên tay trái. Cái lúc đầu mình vô á, tại nãy mình chọn cái đường đi bên tay phải, giờ mình sẽ quay lại cái đường đi bên tay trái. Thấy không, cái đường hầm bi này nó cũng bị chặn rồi nè.
Đây là bên phải, bây giờ mình sẽ đi bên trái. Wow, ở đây còn rộng lớn bự hơn nữa. Black and Hill Lab, phòng thí nghiệm kiến đen. Rồi nhìn rất là rối luôn á. Tại đây nó giống như một cái mê cung nha các bạn. Nhiều khi chạy rất là đau đầu. Để mình nhảy lên đây coi nhảy được không này. Nhảy lên. Không được. Nãy giờ mình nhảy cũng khá là nhiều lần rồi đó. Nhưng mà lên không được, thôi kệ đi. Thì mình bảo đảm cũng sẽ có đường khác để lên thôi. Mình sẽ có hai hướng đi. Một hướng á, là bạn thấy cái vết nứt của cục đá này nè, mình sẽ đặt trái bom cho nổ để mình đi. Một hướng là hướng này. Giờ mình sẽ cho nổ cục đá này trước. Và không biết ở đây có đường cục hay là cái đường có thể đi nữa đây. Ok. Đây đây đi. Mình để khám phá đây trước. Đây là cái đường cục, vậy là cái đường duy nhất để đi tiếp theo của cái Black End Hill này, cái đường ở bên đây. Ở trên chỗ ở trong đây á, thì các bạn sẽ gặp những con người máy. Thì dưới đây cũng có đường đi nữa nha các bạn. Bởi vì mình nói ở đây giống như một cái mê cung vậy đó. Để xem ở trong đây có gì. Rồi các bạn đi cẩn thận coi chừng rớt xuống đây mất công đi lại từ đầu nữa. Ở trong đây là có cái, mình nghĩ là nó mở cái cửa này ra nè, cửa A nè, đây cũng là cửa A nè, để mình coi nó có mở không. Ok, nó mở rồi đó. Nhưng mà để mình khám phá bên đây cái. Ý, ở đây mình có nhảy lên được nè. Không biết có lên được tới đâu không. Ở đây có đồ ăn nè. Đó, phòng ngừa khi các bạn đói. Ở đây thì có cái cửa của cái cổng bi. Ở đây có một cái phòng thí nghiệm nha các bạn. Cái lộn, cái research analyze nè. Đó, các bạn có thể analyze tùy thích các bạn. Và ở đây có một cái workbench để chế tạo. Để mình đi tiếp thôi. Ủa, cái này như là cái cổng A luôn đúng không ta? Ồ, không phải cổng A, chỉ là một cái đường đi đi vòng thôi. Thì trên đây đi vòng 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 xuống đây. Ý, cái đường hồi nãy là cái đường như mình nhảy lên mình nhảy cũng được nè. Đúng rồi. Mình chạy từ đây nè, chạy lên, chạy tới đây. Ồ, vậy mà nghĩ không ra. Giờ nãy mình đi mới đi này, bây giờ nãy mình từ cái cổng ở trên đây mình mở được cái cửa bên đây thì mình khám phá bên đây thử xem. Nhảy xuống đây hả ta? Thì nhảy, ví dụ mình nhảy xuống đây á thì mình lên không được đó. Thì bởi vậy thôi, mình sẽ khám phá cái trong đây trước, tại vì mình nhảy xuống đây á thì sao sao đi lên đúng không? Trời ơi, ở đây thì có thêm các đường nữa. Ủa, cái đường này hồi nãy không biết phải cái đường đường này là đường nào ta? Đường này là một cái đường mới các bạn chứ không phải cái đường cũ đâu. Đó, mình phát hiện được cái crab trong đây nè. Mà cách nào để ra cái bên đây? Đâu có gì để mình qua được đâu. Cái này chặt không được. Chắc cục đá trong đây á, chắc cục đá trong crab này có thể nổ ra. Giờ mình đi kiếm lòng vòng xem. Trời ơi, mình chưa thấy cái bản cập nhật nào mà nó làm cái mê cung lớn thế này. Nhiều khi lớn quá cũng gây rất là khó chịu, mình cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Phải chi nó có một cái bản đồ ha. Ủa, mình đang đi lên đúng không ta? Trên đây thì mình ra cái hang cát, cái bãi sandbox nè. Ở bãi cái sandbox thì cũng có một đường để đi vào cái Black Ant Hill nữa. Vậy là bữa mình nói đúng rồi, cái chỗ sandbox mình có thể vào cái Black Ant Hill nữa. Nãy mình đều tay trái, mình lên đây. Bây giờ mình thử queo bên đây thử xem. Đi đường chính giữa. Đi đường chính giữa thì mình sẽ vô mình quăng cho cái cục trái bom rồi mình mở được cái crab nó ra. Cái dầu dừa của menu á. Nó nằm dưới đất. Crop portrait issue, để mình thay đổi giao diện của nó, cái giao diện này nó đẹp hay không. Đỏ đỏ với xám đẹp đấy. Rồi nãy mình đi chính giữa rồi, bây giờ mình đi bên tay phải. Tay phải thì nó vô có mấy cục website nè. Xong, tất cả mình đã khám phá xong hết bên đây rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phòng thí nghiệm A. Đây là có một cái đường đi xuống nữa nè. Trong đây có một cái trứng chứng kiến. Ở đây thì có những cái hầm đồ supply. Ở đây có long quả nhiều ta. Một cái đường để đi nè, để mình khám phá hết đi rồi đi sau. Ở đây mà có nhiều đồ ăn quá trời luôn á, và những crude nè, với lại cái dry crab nè, cái cỏ khô và cái cọng dây thần. Ở đây cái giường ngủ, cái điểm điểm hồi sinh ở đây. Hiện tại ở dưới đây mình không có cần ngủ. Cái đường đi duy nhất hiện tại thì bây giờ chỉ là đường này thôi. Vô trong đây thì có quá trời robot luôn. Rồi mình tiêu diệt hết rồi, bây giờ mình cắm mình xem có cái gì để lượm đây không, để thu thập không. Không có, cái đường bi này bị chặn rồi. Thì ở đây có một cái máy chủ, mình bấm vào nó, bấm nút E thì nó sẽ mở ra cho mình, đơn giản thôi. Cái cửa bi hồi nãy là cái bên tay phải nãy mình đi đó, thì nó sẽ đi cái cửa bi này nè.
Ở đây có một con kiến. Các bạn qua cái cửa bi này đó thì các bạn sẽ có một cái phát hiện ra một cái cục Mimolot. Vậy là bên tay phải có hai cái cục Mimolot. Rồi, các bạn cần phải có trái bom. Đó, nổ cái mấy cái quách xa này nó văng tung tóe luôn. Ở đây thì có một cái cổng cửa thí nghiệm nữa. Vào đây. À, cái cửa bi hồi nãy mình là mình cái mình đi không được nè. Thì cái nãy cái bàn workbench và cái bàn analyze đây nè. Thì là nãy giờ mình cứ đi lòng vòng đúng không? Mình tất cả mình đi các đường này rồi mình chỉ khám phá bên A rồi mình phóng mình chạy qua bên A rồi mình cứ lại về bên B rồi bên B rồi cứ lại về bên A. Thật sự á nó có một đường bên B dưới đây nữa nè. Đó. Đường hầm B đây nữa. Mình sao mình cứ quên cái đường hầm bên B này. Thì ở đây có một cái đường để mình khám phá để mình cho nổ nó. Rồi ở ngoài khu mình lại tiếp tục mưa rồi. Mình nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến audio nhiều lắm. Nhưng các bạn thông cảm nhé. Đấy. À, vậy là có một cái đường mới. Mình sẽ đi. À, mình đi lên cái đường mới này mình sẽ có một cái Mimolot, Mega Mimolot nè. Cái Mega Mimolot. Mình đã khám phá ở bên trong cái đường hầm đây rồi đó, đã lấy được một cái Mega Mimolot rồi. Thì mình đi tiếp tục đi sâu vào trong cái đường bi. Trời ơi, quá trời quá đất to luôn. À, bạn vừa vào cái cổng bên đây thì bên tay trái, bên tay phải các bạn sẽ thấy được một cái Mimolot nữa. Vậy là trong cái hang kiến này có hai cục Mimolot trắng và hai cục Mega Mimolot. Ở đây là một cái cửa gì đó đó ha, nhìn là biết liền. À, để mở cửa đó ra các bạn có cái panel ở đây nè, cái bảng điều khiển ở đây các bạn. Wow. Có điều gì đó cho mình biết là trong đây bảo đảm sẽ có một cái chuột chiến quá. Và cách nào để vào trong đó đây ta? À, cái vết nứt đây nè. Rồi. Banh chành luôn, tặng cho mấy con này một cái. Họ nguyên một trái bom mà chưa chết cũng Black and Soldier nha các bạn. Rồi vào đây. Wow, cái phòng thí nghiệm này là to nhất đó giờ mình thấy luôn á. Ồ, ở đây là có tất cả các máy chiếu nè. Intruder alert, bấm vô rồi chết. Thấy không, mình biết ngay mà. Rồi mình sẽ đổi vũ khí đam cao cao ra. Ở trên đây sáng nè. Đó, đây là con mini boss nè. Đúng luôn. Con mini boss của Luck and Hill. Cái chế độ creative rồi đánh thoải mái. Quá hấp the hell. Này các bạn phải né. Ôi, cái chế độ này vui ta. Các bạn cũng không được lại gần cái. Các bạn cũng không được lại gần cái những cái cục này. Cục này mình tiêu diệt không được. Mình chỉ đứng trong đây thôi. Thôi để tiêu diệt nhanh cái con này. Thì khi mà các bạn vào chuẩn bị đánh con này á, các bạn nên chuẩn bị bấm vô nút này á, các bạn nên save game lại. Có khi chết á thì mình load lại. Nếu mình không load lại thì rất là lâu. Ở mình lượm được cái manager keycard á. Thì vào đây á cần một cái thẻ đó. Ồ, phòng thí nghiệm này rộng quá. Để mình khám phá bên đây trước đi. Đây bị khóa rồi mà mình nghĩ mình có thể mở bằng cái manager keycard đó. Ở trên đây thì những đồ linh tinh thôi. Mình ý nãy giờ không đụng được cái burger chip nào hết ta. Rồi vừa nhắc luôn cái burger chip nè, Black and Hill burger chip. Mình nghĩ thôi ở đây thì dễ rồi, chỉ cần đi thẳng thôi, chỉ có nó có một đường thôi rồi. Bên tay trái, bên tay phải thì nó có một cái. Sao mình để ý tất cả cái đồ trong đây toàn là có lông chim không ha? Ôi, vậy là xong rồi. Rồi xong rồi, vậy là mình đã hoàn thành được cái Black and Hill lab dưới đây.
mình đã chạy hết luôn, vừa đánh con mini boss vừa lấy được cái burger chip. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.